Xin chào quý vị, mình các lại trở lại với quý vị trong chương trình Chuyện của Sao và lại cùng với các ngôi sao chia sẻ những câu chuyện, là những góc khuất của nghệ thuật mà có thể không phải lúc nào chúng ta cũng có dịp mà được biết. Ngày hôm nay sẽ có một nghệ sĩ cải lương đến với chương trình. Dù không phải là nghệ sĩ cải lương đầu tiên đến với Chuyện của Sao nhưng hẳn những câu chuyện từ anh chắc chắn cho quý vị hiểu nhiều hơn về cái sự vận hành của sân khấu cải lương cũng như là nghệ thuật truyền thống trong những năm tháng gần đây. Thưa quý vị, chuyện của sao vẫn đến với quý vị vào lúc 20h10 mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9 Nói Truyền Việt Nam. Và như Minh Đức đã giới thiệu, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một nghệ sĩ cải lương. Không chỉ là một nghệ sĩ cải lương đơn giản đâu ạ, à? anh đấy được nhiều người gọi là một hot boy của sân khấu cải lương. Là một trong những kép đẹp nổi bật trong thế hệ những nghệ sĩ trẻ cải lương hiện nay. Minh Trường được khán giả yêu thích với những vai diễn đa dạng về tính cách trong đó có những vai đã thuộc hàng kinh điển của sân khấu cải lương. Từ một ca nhạc sĩ trẻ, một vũ công, cho đến danh hiệu chuông vàng vọng cổ, và sau đó là sự gắn bó với nghệ thuật cải lương. Đó thực sự là một con đường đầy thú vị mà Minh Trường đã đi qua. Những nghệ sĩ trẻ như Minh Trường sẽ đem lại sức sống mới cho cải lương như thế nào? Họ có những mong mỏi gì khi tiếp bước các thế hệ vàng đi trước để nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật truyền thống dân tộc? Hãy cùng nghe những chia sẻ của Minh Trường trong Chuyện của sau chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ Minh Trường. Xin chào Minh Trường. Chào anh Minh Đức, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện của sao. Minh Trường thân mến, tức là khi mà bắt đầu biết đến những nghệ sĩ cải lương ở thế hệ trẻ như Minh Trường ấy, Minh Đức có một cái tò mò như thế này. Tức là bây giờ với hỏi bất kỳ một người bình thường nào ở ngoài ấy, về cải lương ấy, thì người ta sẽ có một cái e ngại là người ta nghĩ rằng cải lương bây giờ đang rất là khó, khó khăn. À, rồi bây giờ bị cạnh tranh với nhiều loại nghệ thuật khác. với bản thân các nghệ sĩ cải lương thế hệ trước ấy, họ cũng có những cái sự băn khoăn như vậy họ rất là hay lo lắng họ bảo là bây giờ không biết nó còn tồn tại được hay không thế này thế kia thế nhưng ấy mình là người đi làm mình cũng thấy là có một cái chiều hướng ngược lại tức là rất nhiều các nghệ sĩ trẻ vẫn chọn cải lương để theo đuổi những cuộc thi cải lương vẫn rất đông thí sinh đăng ký và đa số là những gương mặt trẻ thậm chí là có những hot boy hot girl những người mà có thể có những cái cơ hội ở những dòng nghệ thuật khác thì đối với minh trường thì trường nhìn cái sự trái ngược như thế nào khi mà vừa có sự lo ngại về sự tồn vong của cái lương, nhưng ngược lại chúng ta lại thấy có một cái làn sóng rất mạnh những người trẻ theo đuổi cái bộ môn này. Thật ra thì đi bản thân trường có nhiều người, có thể các cô chú lớn, thậm chí là các bạn uh, trẻ ngang uh, cùng trang lứa với trường có một cái suy nghĩ là cải lương người ta hay nói là đang chết, nhưng mà thật sự khi bản thân trường hồi xưa giờ trường chưa bao giờ nói cái lương chết cả. Vì uh, có nhiều cái lý do để minh chứng cho cái điều này. Quý vị thấy là cái lực lượng nghệ sĩ trẻ kế thừa giống như mình Đức nói là đang rất là hùng hậu. Có rất nhiều bạn là có tài năng, tài năng rất là nhiều nhưng mà chưa có cơ hội, chưa có điều kiện để các bạn bộc phá. Cái thứ hai là không phải là cái lương chết bằng chứng là hiện tại quý vị nếu quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh quý vị sẽ thấy là các nhóm xã hội hóa hiện nay, ví dụ như sân khấu của anh Vũ Luân, à, sân khấu của chú Chí Linh Văn Hà, rồi à, sân khấu của chị Kim Ngân hay là à, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang nếu tổ chức diễn định kỳ thường xuyên thì khán giả tới vẫn rất đông. Mình có thể nói là ví dụ một suất nếu mà theo như trường biết Bình quân một sức nếu mà quý vị mở màn ra Thì khoảng tầm khoảng 400 vé 3-400 vé Cái vé này thì theo trường nghĩ nó không phải ít Ví dụ như so với các sân khấu kịch hiện nay Thì cũng đang rất là thôi thớp Và hiện tại có rất nhiều sân khấu kịch Vẫn không mở màn được Thậm chí là những xuất hát phải trả vé Thì sân khấu Cải Lương tại sao người ta nói Không diễn được với cái lượng khán giả Khoảng 3-400 vé Thì đối với Cải Lương là ít Nhưng mà Quý vị nó chết thì nó không chết với một cái chi phí để mà tổ chức dàn dựng một cái vở cải lương để mà công diện nó quý khán giả thì chi phí nó cao quá ừ. cho nên để mà ba bốn trăm vé mà mở màn được thì cái giá vé phải bán rất là cao hiện nay giá vé bình quân theo trường biết bình thường các sân khấu hay hát là 1 triệu nè bảy trăm năm trăm bốn trăm ba trăm thấp nhất là hai trăm ừ. mà cái lượng vé mà hai trăm thì thường rất là ít mà nó thường phải ngồi trên lầu cho nên đa số khán giả người ta chuộng thật sẽ ngồi dưới thì ta ngồi trước người ta ngồi vé 1 triệu thường thường lắm Vé VIP là bán hết à. trước. À, thì cái điều đó chứng tỏ là cái lượng khán giả của cải lương rất là nhiều nhưng mà do là cái kinh phí để tổ chức một cái vở diễn lớn quá, cho nên là mọi người còn e ngại. Em nói ví dụ như là bình quân mở màn ra khoảng 400 vé, nếu mà 300 vé là đủ vốn, 400 vé là ông bầu có được à. chút xíu đó, thì chính vì cái chỗ đó cho nên ta ngại, ta tổ chức, thì cho nên là khán giả lại không có cái, cái chỗ để mà coi rồi các bạn trẻ lại không có sân khấu để học hỏi họ, để làm nghề cho nên người ta nghĩ là cải lương chết thì thực sự bản thân trường nghĩ không có chết đó là cái minh chứng ở sân khấu cái thứ hai là nghệ sĩ cải lương vẫn có thể ngoài cái việc hát ở sân khấu thì có thể nhiều người nói là bây giờ nghệ sĩ bây giờ là đi hát tiệc hát tùng hát đám này đám nọ nhưng mà thật sự nếu hình dung lại từ đầu thì sân khấu cải lương được hình thành từ đàn ca tài tử và hồi xưa ví dụ ai có tiền mới mướn được nghệ sĩ về hát phục vụ thì bây giờ cũng vậy bây giờ chẳng qua là hồi xưa cái người có tiền ít quá dân nghèo nhiều lâu <laughs> lâu chỗ đó mới có đường Đúng rồi. ông địa chủ bây giờ thì dân mình có thể nói là khá hết rồi ai cũng khá ai cũng có tiền ai cũng có thể mời nghệ sĩ về được hát thì đó cũng là một cái chỗ để mà nghệ sĩ có thể sống được miễn tôi tới hát có người nghe có những khán giả người ta thật sự yêu thích mình người ta mời mình tới nhà chủ yếu là để người ta được gặp mặt mình nghe mình hát ở ngoài đời thật sự hơn là nghe trên tivi hay là nghe trên youtube hay là nghe đài thậm chí là có những người ta thích tới gặp ta coi ta không coi ở trên mạng có thể có nhiều bạn trẻ bi quan vì các bạn không có sân khấu để làm các bạn không có để cái chỗ học nghề thì các bạn nghĩ là cái lương chết nhưng mà bản thân trường thì mình hãy cố gắng hết sức đi thì chắc chắn cái lương sẽ sống chứ không có chết đấy mọi người nghe minh trường chia sẻ thấy rõ ràng là một cái sự lạc quan thực sự của một nghệ sĩ thế hệ trẻ ừ. vậy thì ngược lại thời gian đi lúc mà minh trường chuyển từ những cái cơ hội trước đấy tại vì minh đức cũng có làm việc với minh trường thì biết là à hóa ra trước đây là trường cũng là đã từng hát nhạc trẻ này yeah. à, đã từng thậm chí là vũ công này thậm chí còn là thầy của nhiều vũ công nổi tiếng bây giờ nữa yeah. <laughs> và nhưng mà không hiểu sao cuối cùng thì lại chuyển sang hát cải lương bây giờ ở cái thời điểm mà trường chuyển sang cải lương ấy nó là một cái cơ duyên ngẫu nhiên bất ngờ hay là vì trường đã nhìn thấy những cái cơ hội như trường đã kể nãy giờ Việt ra thì tới bây giờ thì bản thân gia đình của trường có không hiểu là tại sao trường lại hát cái lương vì thật sự là ba là nghệ sĩ ưu tú là con nhà nòi nhưng mà từ nhỏ tới lớn thì trường lại thật sự là cái đam mê của mình chưa có bộc phát mình mình không có cái ý niệm trong đầu là lớn lên mình sẽ là nghệ sĩ sẽ hát cái lương mình mình không có ý niệm đó và thật sự là gia đình là từ nhỏ đều hướng mình theo những cái nghề khác có thể là trường làm à, như ở nhà thì hồi đó hướng làm bác sĩ hướng ừ. làm kỹ sư hướng làm cái gì đó thì mình cũng đi học đi học rất là nhiều ngành nghề và khi mà lên đây thì mình lại có máu nghệ thuật trong người cho nên mình lại gắn liền với những công việc nghệ thuật ví dụ như là đầu tiên là mình đi làm múa rồi ừ. đi dạy múa thì đó có một số bạn cũng là học trò mình trường bây giờ cũng rất là thành công ở múa đó. Rồi mình đi ca nhạc, mình làm những nhóm nhạc như là từ năm 2000 tới năm 2007 đó, thì có rất nhiều nhóm nhạc thì trong đó mình cũng làm những nhóm nhạc nhưng mà thực sự ra thì mình cảm thấy thiệt sự nó rất khó khăn. Ừ. Vì so với sân khấu cải lương nha thì cái lượng ca sĩ mà để hát tân nhạc cực kỳ nhiều phải nói là ví dụ cải lương là một thì ca nhạc tới 10 hoặc là 100 là rất là đông Thì ra để mình cạnh tranh được Mình có được cái chỗ đứng trong làng ca nhạc đó khó Cho nên là mình mình cũng bỏ nghề luôn Mình thật sự là em bỏ nghề Em rẽ sang một cái lĩnh vực là hoàn toàn khác Là em đi làm quản lý nhà hàng khách oh. sạn à, Thì em có một khu resort ở ngoài Phú Quốc Thì lúc đó em đi làm thì Em đi làm thì em lại không có chuyên môn về lại quản lý nhà hàng khách sạn Thì lại bắt đầu phải đi học đó thì em đường cái là cái gì em cũng đi học hết em đi học thì uh, lúc đó cái cơ duyên để mà mình đến với cải lương Đó là cái cuộc thi của đài truyền hình thành phố hồ chí minh lúc đó nó có các cuộc thi giọng nắng phù sa ừ. này. ở bên đài phát thanh thì có bông lúa vàng rồi chuông vàng trong cổ nè thì lúc đó mình cũng không nghĩ là mình theo nghề mình chỉ đi thi à tôi là con nhà nội tôi biết hát tôi đi thi để tôi hát cho đã thôi để cho mọi người thấy à tôi biết hát cải lương đó mà tại vì tôi không hát thôi tôi đi thi chơi vậy đó vô hình chung mình đi thi cái tự nhiên mình thấy được giải đi thi cái gì cũng đạt giải có khi nào được giải là vì đẹp trai không <laughs> cũng như không như biết nữa cái đó bây giờ phải hỏi mấy thầy cô lúc đó chấm mình coi là có phải vậy không đó đi đọc giải thì cái lúc đó mình thấy à tới bây giờ trường vẫn nghĩ trường nói là cái nghiệp tức là nghề thì mình có thể làm rất là nhiều nghề này này nghề kia nhưng mà cái nghiệp thì nó sẽ đeo đẳng cho mình suốt cuộc đời và mình tự nhiên mà mình có một cái ngã rẽ và sau đó là cái bước ngoặt là được xong giả hoàng xong việc là chú hoàng xong việc lúc đó đang làm tấp sáng niềm tin của nhà lương trần trang thì chú mời về năm 2011 về nhà lương trần trang lúc đó cũng chân ướt chân ráo chưa biết gì hết nhưng mà may mắn cho mình ở một cái chỗ là trong lòng thắp sáng niềm tin có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ giỏi và khi mình vô đó nếu mình không muốn bị rớt ra ngoài mình không muốn bị anh chị em bỏ lại mình không muốn mỗi lần mình đứng trên sân khấu là mình cảm giác mình lạc lõng với các anh chị thì mình cố gắng chính vì cái chỗ đó cho nên là mình phải nỗ lực từng ngày và quý vị thấy là mình đang cố gắng và có thể là với nhiều người mình chưa hoàn thiện bản thân mình cũng chưa hài lòng bản thân mình nhưng mà mình vẫn đang nỗ lực từng ngày để cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn Đấy, thì thì minh Đích hỏi cái câu uh, có phải là vì đẹp trai mà được giải hay không ấy là vì uh, mình cũng làm việc với nhiều nghệ sĩ cải lương lắm, nhiều công việc mình gặp nhau thì họ cũng nói là họ than phiền là bây giờ sân khấu nó bị khan hiếm kép đẹp và đào đẹp. Đấy cứ mà xinh xinh đẹp đẹp một tí là hoặc là đi làm người mẫu hay đi thi hoa hậu hay là yeah. đi làm ca sĩ nhạc trẻ chứ ít ai mà chịu đi hát cải lương. Đấy cái này mình cũng quan sát trong một số các cuộc thi cải lương mình cũng nhận thấy cái điều đúng là là cái, cái tỷ lệ mà cái thanh sắc nổi bật nó cũng hơi bị khan hiếm so với những cái dòng nhạc khác. <laughs> đấy cho nên có thể là biết đâu họ thấy một cái nhân tố có có khả năng để làm kép đẹp thì thôi phải bằng mọi cách phải giữ giữ lại để khỏi bị bị mất cũng chính vì thế sau này á thỉnh thoảng mình cũng có nghe nhiều người hay cảm thán về cái lương bạc của mấy cái đứa đấy nó cũng có đẹp lắm đâu hát cũng ừ. có hay lắm đâu mà sao nó kiếm tiền hay vậy ta đấy thì cũng có thể là họ rất là năng động như trường vừa chia sẻ thì trường có thể lý giải là cái điều gì nó làm làm nên cái cơ hội thành công cho những nghệ sĩ ở thế hệ trẻ như trường à, khi mà những cây đa cây đề vẫn còn đó và cả những cái định kiến của những cái nghệ sĩ lớp trước về thế hệ trẻ cũng vẫn còn đấy. Trường không biết là các bạn khác như thế nào. Riêng bản thân mình thì mình chỉ có tâm nguyện một điều vậy thôi. Là mình cố gắng làm hết sức. Cái gì cũng làm hết sức mình để khi mà mình nhìn lại mình không phải hối tiếc. Chỉ cần mình nỗ lực, mình cố gắng hết sức thì cơ hội tự động nó sẽ đến. Trường hay nhìn các anh chị lớn hát. Trường nói ví dụ như là trường nhìn anh Kim Tử Long. Qua cái live show vừa rồi của anh Kim Tử Long trường có tham gia đó. Trường nhìn ở cách anh làm. Thì trường nghĩ là nếu mình muốn bằng anh Kim Tử Long thì ít nhất là vũ đạo mình phải giỏi bằng ảnh mình ca bằng ảnh mình làm việc bằng ảnh cái sức làm việc á để mà một mình ảnh mà đứng ra làm một cái chương trình live show cho riêng bản thân mình vừa phải làm đạo diễn vừa phải hát vừa phải sắp xếp tất cả mọi thứ điều phối tất cả mọi thứ mà một mình anh làm hết thì rõ ràng là cái sức làm việc của ảnh rất là kinh khủng và mình chỉ suy nghĩ vậy thôi nếu mình muốn bằng ảnh kim tử long thì mình phải giỏi bằng anh cái đã, hoặc chí ít là xem thém bằng mấy anh cái đã thì chúng ta mới mong là chúng ta có được cái cơ hội mà có được cái tên tuổi... mỗi lần mà mình coi mấy anh hát, mấy chị hát, mấy cô chú lớn hát, mình xem cái gì mình chưa bằng, cái gì mình chưa được, mình cố gắng mình học hỏi, mình trao dồi mình nỗ lực để mong một ngày nào đó mình hoàn thiện bản thân mình và hy vọng được tiếp cận với khán giả hơn và được mọi người đón nhận hơn. Đấy thì trong cái nỗ lực là để được bằng các đàn anh, đàn chị như thế thì cũng có nhiều các bạn trẻ các bạn ấy uh, gặp rất nhiều những cái lực cản hoặc những cái vật cản hoặc là có thể là do tự các bạn ấy cảm thấy thế hoặc yeah. là có những cái vật cản thực sự nhưng mà có vẻ như với trường mọi việc nó có vẻ rất là suôn sẻ <laughs> đấy và thú vị nữa là ngay cả bà xã của trường tức là nhã thi cũng là một câu đào đẹp con đường của hai người mình nhìn mình cảm thấy có vẻ như là nó rất là suôn sẻ và vậy thì không biết là đằng sau cái vẻ xuân sẻ như thế nó có những cái lực cản nào mà hai người đã từng cùng nhau vượt qua để có được ít nhất là có được một cái vị trí mà nhắc đến tên một cái là người ta sẽ biết ngay như ngày hôm nay. Thật ra thì các anh chị mà có cái ngoại hình mà hơi coi như là mình gọi là không được đẹp chút thì lại rất là tự ti nhưng mà thật ra nếu mà quý vị để ý á cái đó là quan niệm của mỗi người thôi. ở mỗi thời điểm ví dụ ở mỗi cuộc thi thì có nhiều giám khảo khác nhau thì mỗi người ta sẽ có một quan niệm về cái đẹp khác nhau cái cuộc thi mà thường trực nhất của cải lương hiện nay mà đang được mọi người chú ý là chuông vàng giọng cổ thì quý vị thấy trước đó cũng có rất nhiều các bạn chuông vàng giọng cổ nhưng mà ngoại hình không hề đẹp hả mình có nói là các anh chị thua thiệt về ngoại hình so với những người khác chút nhưng mà thật sự là giọng ca hay thì các bạn vẫn được đọc chuông vàng vẫn được quán quân và bây giờ các anh chị vẫn đứng trên sân khấu vẫn hát rất là tốt thì cũng có những năm thì có những bạn ngoại hình không được đẹp thì lại bị giám khảo chấm đất cái đó là thật ra thì mình cũng không trách được là quan niệm về cái đẹp của mỗi người mỗi khác nhau từ khi mà mình bước chân sang đây qua lĩnh vực cải lương và ngay cả bà xã luôn thì thiệt sự là chung quanh trường toàn là những cô chú những người mà coi như là sẵn sàng tiếp lửa cho mình không mà phải nói là cuộc đời của mình rất là nhiều may mắn ở mỗi cái giai đoạn hãy mà khó khăn là có người sẵn sàng gian tay để giúp đỡ mình hãy khó khăn là có người nâng đỡ mình hãy khó khăn là có người kéo mình lên chứ không có thể để cho mình trôi đi như là các bạn khác thì mình cũng không biết là ừ, do mình may mắn hay là à, do mình cố gắng thì người ta thấy được cái sự cố gắng đó cho nên người ta giúp mình thì thực sự trường cũng không lý giải được nhưng mà bản thân trường thì cho tới giờ phút này thì cái con đường của mình đi thì nó rất là suôn sẻ và hầu như là nó, nó không có lực cản nào hết và à, có nhiều người nói là trong giới thì hay ganh ghét là này kia nọ nhau nhưng mà thật sự bên cạnh mình thì bản thân trường cũng tâm niệm là gì mình ganh để mình phấn đấu nghề ví dụ bạn đó hay hơn tôi thì tôi phải cố gắng tôi phải giỏi hơn bạn đó tức là mình phấn đấu về nghề chứ mình không thấy à người này được cái này ủ mình ghét cái này cái nọ thì bản thân trường không nghĩ điều đó và Trường nghĩ là các bạn cũng nên như vậy Đấy, ngay à, nghe câu chuyện của Minh Trường ngày hôm nay rất là sôi nổi Và như Minh Đức nhận xét đấy, tức là mọi thứ nó rất là xuân sẻ Cũng chính cái câu xuân sẻ đấy đã cho mọi người một cái niềm tin Rằng là đừng có nghĩ rằng là cải lương nó đang chết, đừng bi quan như thế Thì xin cảm ơn Minh Trường ngày hôm nay đến đây Trong khuôn khổ quá hạn của chuyện của sao đã chia sẻ câu chuyện rất thú vị Về những người trẻ đến với cải lương Thì à, vẫn chúc Minh Trường và Nhã Thi Hai bạn có thêm thật nhiều thành công hơn nữa Với con đường mà mình đã chọn và gắn bó Và sẽ có những vai diễn để đời đến với mình để ghi được dấu ấn của mình đối với nền nghệ thuật cải lương. Xin cảm ơn Minh Trường rất nhiều. Một nữ nghệ sĩ đã có nhiều thập niên gắn bó với sân khấu và màn ảnh, để lại dấu ấn sâu đậm với những nhân vật có tính cách độc đáo, người có thể tung hoành trong mọi loại vai từ chính kịch tới hài hước. Nghệ sĩ Phương Dung nhưng đằng sau đó là rất nhiều những gian trung nghề nghiệp Không phải lúc nào khán giả cũng có thể biết được Hiện nay vẫn còn rất nhiều người cứ ra ngoài đường kêu là tàu thị, tàu thị Có một thời gian chị xảo chị em dám ra ngoài đường Ra ngoài đường là bị mấy đứa nít đó Nó ủng hộ nghi xuân nắng lực Nó theo chị nó được, nó cầm đá là chọi chị Đón xem những câu chuyện hiếm khi được kể của nghệ sĩ Phương Dung Trong Chuyện của Sao được phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy Ngày 7 tháng 3 năm 2020 trên VTV9 Thưa quý vị, trong năm mới thì chương trình chuyển của sao vẫn đến với quý vị vào lúc 20h10 mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9 là truyền hình Việt Nam. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Minh Đức và nghệ sĩ Minh Trường xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.